Cân màn hình là một dịch vụ không đồng anh em có thể có tại Toku Camera. Nhưng mà anh em sẽ cân màn hình như nào, hay là quy trình sẽ diễn ra như thế nào, và anh em cần chuẩn bị gì trước khi đến Toku Camera? Hôm nay tôi sẽ giải đáp cho anh em nhé. Ở Toku Camera chúng ta sẽ cân màn hình với sản phẩm đó là Data Color Spider X Pro. Thì sẽ có hai option khi anh em đến cân màn hình, một là anh em cân màn hình trong chiếc laptop, hoặc là anh em cân màn hình rời. Nhưng mà với laptop thì ok, anh em sẽ không phải mang theo gì cả. Nhưng mà với màn hình rời thì chúng ta sẽ mang theo cả cây nữa. Tại vì là ngoài việc chúng ta phải tải app này, chúng ta còn phải dùng cây để lưu trữ dữ liệu cho từng lần cân. Đầu tiên là về tải app thì app này có sẵn trên trang chủ của Data Color. Mình sẽ để ở dưới một đường link để anh em có thể tải nhé. Và tiện là có một chiếc laptop đây, hôm nay tôi sẽ cân màn hình với một chiếc laptop anh em nhé. Và nếu anh em đã có đầy đủ thiết bị ở nhà rồi thì đây có thể là một video hướng dẫn cái quá trình anh em có thể tự cân tại nhà. Và bước đầu tiên anh em cần làm là kết nối mắt cân với máy tính qua cổng HDMI. Và sau đó khi anh em mở app lên thì nó sẽ lấy những lưu ý mà app đề xuất cho chúng ta. Và đầu tiên là chúng ta sẽ để máy được khởi động và chạy trong vòng nửa tiếng trước khi cân. Tiếp theo là sẽ không để bất kỳ nguồn sáng nào trực tiếp đối diện vào màn hình máy tính trong quá trình cân. Reset thông số màn hình về chế độ standard, hoặc là nếu mà anh em có thể chỉnh K trên màn hình thì hãy để chế độ K về 6500K. Và cuối cùng là anh em hãy để điều chỉnh độ sáng màn hình một cách thích hợp nhé. Nếu mà lần đầu cân thì chúng ta sẽ có lựa chọn là cân laptop hay là cân màn hình rời. Tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn công nghệ màn hình. Thì tất cả chúng ta đây sẽ có 4 công nghệ màn hình, nhưng mà mình thấy thường những laptop hay là những cái màn hình rời hiện tại nó sẽ có chế độ là wireless. Anh em có thể đọc những cái hướng dẫn bên dưới để chọn cho phù hợp. Và sau đó chúng ta sẽ có 3 lựa chọn. Đầu tiên, nếu mà anh em đã từng cân màn hình rồi thì chúng ta sẽ có lựa chọn là cân lại màn hình hoặc là kiểm tra tình trạng nhân tạo của màn hình. Và nếu anh em cân màn hình lần đầu thì chúng ta sẽ ấn vào full cap để chúng ta có thể cân toàn bộ. Và sau đó chúng ta sẽ tách mắt cân này và đặt lên trên màn hình theo đúng vị trí mà app đề xuất. Với laptop thì anh em chỉ cần next là xong, chúng ta không làm thêm gì cả. Nhưng mà với những màn hình rời, chúng ta sẽ phải căn chỉnh sao cho độ sáng này cũng như là contrast phù hợp với môi trường hiện tại để có thể cân chỉnh đúng nhất. Và tiếp theo sau đó thì các bước sẽ được tự động tiến hành và chúng ta sẽ hoàn thành quá trình cân. Và sau mỗi lần cân thì chúng ta sẽ có những lần dữ liệu khác nhau và chúng ta có thể lưu lại phần dữ liệu này để cân lại cho lần sau. Và chúng ta sẽ có thêm một option là sẽ nhắc chúng ta sẽ cân trong bao lâu. Thường thì anh em sẽ được recommend là sẽ cân 1 tháng một lần. Ở trang tiếp theo thì nhà sản xuất sẽ cho chúng ta những hình ảnh để chúng ta có thể so sánh before và after khi mà chúng ta cân màn hình. Và sau khi mình cân màn hình, mình thấy là cái phần màn hình của mình màu sắc được cải thiện và cũng như là tốt hơn so với trước khi cân. Cuối cùng ở trang đây chúng ta sẽ thấy là một phần sơ đồ cũng như là những thông số như là sRGB. Thì những thông số này giúp anh em có thể là tự đánh giá cũng như là xem được tình trạng màn hình của chúng ta. Và trên đây là quá trình anh em sẽ được cân màn hình tại Toku Camera. Và có thể là một hướng dẫn nho nhỏ cho anh em để có thể tự cân tại nhà. Nếu mà anh em thấy lười quá thì có thể mang qua đây và chúng tôi sẽ cân cho anh em nhé. Và nếu video này hay và hữu ích, hãy cho chương trình một like, một share, một subscribe để đón chờ những video sau từ team của chúng mình nhé.